vợ anh ngoại tình với chồng tôi. Chồng, anh đổ nhiều sữa cho Linh đấy, ngọt đấy. Ơ, vợ, anh tưởng là bình thường em chỉ uống cà phê đen thôi mà, sao hôm nay uống cà phê sữa đấy? À, anh quên, em mới đi chọc sinh thiết về, chưa nói được mà nhỉ. Khổ thân Linh thật đấy, mới gần 30 tuổi thôi mà đã mắc căn bệnh ung thư vòng họng quái ác rồi. Xinh đẹp tốt bụng như Linh mà lại phải vào cái trường hợp nghiệt ngã này cơ chứ. Cô còn giúp cuộc đời tôi nghiệt ngã hơn bằng cách ngoại tình với chồng tôi đấy. Loại trà xanh đội lốt bản thân. Cường này, thời gian này ông chịu khó nhá, Linh cần có ông ở bên cạnh. Ông với cả Linh ý, có khó khăn gì thì cứ nói vợ chồng tôi. Cảm ơn Cường đã mời vợ chồng tôi ăn cơm. Tôi có việc gấp, xin phép về trước. Anh có việc gì bạn không nói mà. Nói xong cũng đi luôn đấy, không chờ em gì cả. Thôi, tôi về trước nhé. Ừ. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho anh. Trước lúc đó, anh đừng để lộ gì với vợ anh nhé. Tôi có thể nói chuyện bình thường được rồi. Cô phát hiện ra hai người họ ngoại tình với nhau từ bao giờ? Thì sao không nói cho tôi biết? Khoảng 2 tuần trước, cùng với lúc mà tôi phát hiện ra mình bị bệnh. Lúc đó anh đang đi công tác nên tôi không thể nói chuyện được với anh. Hai tuần trước, tôi vào viện khám sức khỏe thì bác sĩ yêu cầu tôi ở lại thêm 2 ngày nữa vì nghi ngờ trong vòng họng tôi có khối u. Vậy tại sao tôi nghe chàng nói là khoảng thời gian vừa rồi cô đi công tác mà? Tôi đã nói dối chồng tôi là mình đi công tác, nhưng thực chất lúc đó tôi đang ở trong viện. Tôi không muốn chồng tôi phải lo lắng khi bệnh tình của tôi vẫn chưa có gì rõ ràng. Rồi sao nữa? Hôm tôi phát hiện mình bị bệnh, tôi đã rất buồn, định đến tìm chồng tôi để nói chuyện. Ngày hôm đó là một ngày tôi không bao giờ quên. Bệnh của cô đang ở giai đoạn tiến triển rất nhanh nên rất dễ gặp tình trạng ngất xỉu. Cô cần giữ sức khỏe và tâm trạng ổn định rồi sớm nhập viện đi. Hay là mình về nhà anh đi. Hôm nay còn vợ anh đi công tác rồi mà. Không được. Tối nay nó về rồi hay sao ấy. Nó vừa gọi anh ấy, hỏi anh đang ở đâu. Anh bảo là cuối tuần nó vẫn phải lên công ty gặp khách hàng này. Thế khách hàng của anh là em à? Alo, cho tôi một xe cấp cứu đến tòa sơ ta với. Ở đây có người đang bị ngất. Cô ơi,
Bây giờ nếu mình phanh phui ra việc anh ta ngoại tình thì anh ta chỉ cần ly hôn với một người vợ sắp chết, vậy là anh ta nhẹ gánh. Mình không thể để anh ta dễ dàng thoát khỏi mình như vậy được. Ô, vợ. Em về từ bao giờ đấy? Xong gọi anh ra đón. Em mệt à? Sao mặt em xanh xao đấy? Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng đấy? Em vừa đi khám sức khỏe. Bác sĩ nói rằng em bị ung thư vòng họng giai đoạn 2 rồi. Cái gì? Em không đùa anh đi chứ? Ôi trời ơi vợ ơi, sao chuyện này lại xảy ra với em? Không có em thì anh sống làm sao được? Em còn đang trẻ thế này cơ mà. Anh không sống nổi. Hay là anh cùng với em luôn đi. Em đùa đấy. Dù em có thế nào thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc. Có chuyện này em chưa nói với anh. Chuyện gì? Năm ngoái em đã âm thầm đi làm di chúc rồi. Anh cũng biết là em không có gia đình, người thân, anh em họ hàng gì cả, nên em đã làm di xúc để lại toàn bộ tài sản của em cho anh sau khi em mất. Chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là em phải tập trung điều trị vào. Anh không quan tâm tài sản gì cả. Đừng nhắc chuyện này trên mặt anh nữa, nhớ chưa? Đời này đúng là nghiệt ngã với cô thật. Phát hiện ra bản thân bị bệnh và phát hiện ra chồng ngoại tình cùng trong một khoảng thời gian. Cả tôi và anh đều là những người bị người mình yêu phản bội. Tôi không biết anh sẽ thế nào, nhưng với tôi, bất cứ ai phản bội tôi đều sẽ phải trả giá. Nếu như cô có kế hoạch gì, cứ nói với tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp cô. Còn bây giờ tôi nghĩ cô nên vào viện để điều trị, để ổn định lại sức khỏe đã. Công nhận, từ ngày con vợ anh vào trong viện điều trị, căn nhà này không khí nó mới trong lành thoải mái hơn hẳn đấy. Anh cũng không ngờ có một ngày chúng mình sẽ thoải mái tứ tít với nhau trong chính căn nhà của anh, không phải lén lút ở trên văn phòng nữa. Làm xong một việc em mới khát nước quá. Anh lấy nước cho em đi. Ừ. Giải khát xong rồi thì làm cái nữa nhỉ? Hay lắm. Tiếp tục đi chứ. Vợ tôi và thằng bạn thân của cô ta chắc chắn là clip này sẽ nổi trên mạng xã hội đấy. Không, sao anh vào được đây? Tôi vào được đây là nhờ cô Linh. Cô ấy đưa chìa khóa cho tôi vào. Sao vợ ta đưa chìa khóa cho mày? Bởi vì vợ mày biết hết rồi.
Cô ấy biết là khi cô ấy nằm viện, hai đứa chúng mày sẽ về đây làm trò mèo mả gà đồng với nhau. Nên cô ấy bảo tao đi để quay lại đoạn clip này cho tất cả thiên hạ cùng được xem. Hai người biết hết rồi sao? Mày dám đánh tao thằng khốn, đánh mày thì làm sao? Đây là điều nhẹ nhàng nhất mà tao có thể làm cho mày ấy. Tao tưởng mày và vợ tao chỉ là bạn bè, là đồng nghiệp thân thiết ở trên công ty thôi. Nhưng mà tao chưa bao giờ ngờ được nhưng mà là thân nhau ở trên giường. Tưởng bố mới sợ mày à? Tao vẫn đang đợi để xem mày làm gì tao đấy. Em không cần phải tỏ ra lo lắng cho nó như thế đâu. Chỉ là ngủ thôi mà. Quá. Trước khi hai người dẫn nhau về đây, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi đã cho đầy vào đây rồi. Sớm thôi, em sẽ ngủ cùng với nó. Là công ty mình mà. Ôi, sao lại ở công ty? Chẳng nghĩ thằng chồng em. Hả? Hai người sao rồi? Đã nhìn thấy món quà tuyệt vời tôi dành tặng riêng cho hai người chưa? Tôi xin lỗi vì đã ngoại tình với chồng của người khác, trong khi tôi cũng đang là vợ của người khác. Quét mã này để xem clip vụ trộm nóng bỏng của cặp mèo mả gà đồng chúng tôi. Cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Đồng nghiệp của hai người cũng chuẩn bị đến công ty. Và tôi tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ nhìn thấy được bộ mặt thật của anh. Bộ mặt khốn nạn. Thả tao ra. Thả tao ra. Cô gọi đúng lúc lắm. Cô đã nhận được bức hình mà tôi gửi cho cô chưa? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Tôi xem rồi. Anh làm tốt lắm. Cảm ơn anh nhiều. À, thế còn bệnh tình của cô thì sao? Tôi vừa mới nhận tin. Bác sĩ nói sau rất nhiều xét nghiệm thì khối u của tôi là một khối u lành tính. Tôi chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ nó thôi. Thật à? Được như vậy thì tốt quá rồi. Để ăn mừng lần này, tôi mời cô đi ăn nhé. Thôi, đã thiểu năng rồi là còn hơi điên điên nữa. Lỡ mà đi ra ngoài ấy, cắn người ta xong người ta bị dại thì sao? Ai để được à? Này, ai thì nói mẹ tôi như thế? Chắc kẻ mày dám tát tao. Anh để thôi đi. Em kìa, nguy hiểm. Cô cho bé Chin, bé Chin ngật đật, bé Chin. Này, trông tôi trẻ trông xinh đẹp như này bà gọi tôi là cô á? Bé Chin. Được gì? Bà ta có vấn đề thần kinh à? Thích không? À, thích không? Đừng mà. Có chuyện gì thế hả? Cô này né mỏng lật đật rồi. Sao chị lại ném hỏng con lật đật của mẹ tôi? Chị mau xin lỗi mẹ tôi đi. Xin lỗi á?
tao mà phải xin lỗi bà gián điền này á? Mày có vấn đề à? Này, chị ăn nói cho nó cẩn thận. Bà ấy đáng tội mẹ chị đấy. Người cẩn thận ở đây là mày. Cái loại shipper nghèo nàn ấy mà thích lên giọng với tao, tao lại vả cho phát bây giờ đó. Tôi là shipper nghèo, nhưng mà nhân cách của tôi thì tốt hơn gấp vạ lần chị đấy. Trông mặt mũi thì xinh đẹp, ăn mặc sang chảnh, mà nhân cách thì thối nát bắt đạt của một bà già. Chị mau xin lỗi mẹ tôi, đừng có đền mẹ tôi một cái lần đợt mới đi. Được. Số tiền này coi như là tao bố thí cho hai mẹ con chúng mày. Dù sao nó chỉ bằng một bữa con chó nhà tao ăn. Nhưng mà tao nghĩ chắc là đủ một tháng lương của mày đấy. Tôi không cần tiền của chị. Chị làm hỏng cái lần đợt của mẹ tôi thì chị phải tự đi mua cái lần đợt khác để đền cho bà ấy chứ. Tôi có vòi tiền của chị đâu. Có sao không? Anh! Cái con shipper nghèo đấy, mẹ nó để em ngã đấy. Không phải, là chị ấy tự ngã mà. Mày bị điên à? Tao lại tự đẩy tao ngã, chứ không phải mẹ mày đẩy tao ngã à? Thôi được rồi, ngã rồi thì thôi, để anh dìu em lên công ty. Còn Linh, chắc là mẹ cô vô tình làm mình ngã thôi. Nhưng mà cô là shipper giao hàng cho công ty thì cũng không nên mang mẹ lên công ty như vậy chứ, gây ảnh hưởng tất cả mọi người đấy. Dạ vâng, em xin lỗi ạ, em sẽ chú ý hơn. Nhưng mà sếp cho em đưa mẹ em đến công ty làm cùng một thời gian nữa được không ạ? Tại em vẫn chưa tìm được người trông bà ấy. Em cảm ơn ạ. Thôi. Ai cho anh cho nó đi như thế? Thì có làm sao không? Dắt xe của tao xuống hầm đi. À mà nữa, xong tí lên bật đồ chị cái điều hòa luôn. Nhưng mà đã đến giờ làm đâu, sao chị cứ sai em đấy. Ô hay, thế mày không làm chẳng nhẽ tao làm à? Hay là mày muốn tao cắt lương thưởng tháng này? Bác ơi, bác tự ăn nhá, con phải đi hầu hạ. Cháu ngủ không mách kìa. Này anh kia, mày nói chửi tao đấy à? Em không, em đang bảo là sau này chị xinh đấy. Shipper nghèo đấy lại đem mẹ đến đây đấy ạ? Được, hôm nay tao không cho mẹ con mày một bài học ấy, thì phí quá. Này bà già, ăn cháo đi. Cháo ngon lắm đấy, lại còn nhiều dinh dưỡng nữa. Chị làm gì mẹ tôi đấy? Mẹ mày phun cháo vào quần áo của tao đấy. Bẩn hết quần áo rồi. Mẹ, có đúng là mẹ nhổ cháo vào quần áo chị tao không ạ? Thối, cháo thối. Chuyện này là mẹ tôi sai. Tôi thay mặt mẹ xin lỗi chị. Tôi sẽ đền tiền giặt bộ quần áo này cho chị. Giặt đó. Bộ quần áo này anh Thắng mua tao tại store 30 triệu. Bây giờ nó bẩn rồi, tao phải mang ra tận store. Mất 15 triệu. Sao cơ? 15 triệu á? Nhưng mà tôi thấy bộ quần áo này của chị mà cũng cũ rồi mà. Bây giờ tôi chỉ đền chị được 3 triệu thôi. Sao mày có 5 triệu? Tao sẽ lấy đống này. Còn số còn lại coi như tao bố thí cho hai mẹ con chúng mày. Này, đây là tiền ăn cả tháng của mẹ con tôi đấy. Chị trả lại cho tôi đi. Không, đấy là việc của mày. Này, mẹ ơi, mình về thôi ạ. Hôm qua chị nhờ em trông mẹ của chị, thành ra lại phiền em quá. Để cho em bị chị ta mắng chửi như thế. Có sao đâu chị, bà ấy thì ngày nào chửi em, mà hôm nào không chửi là y rằng mũi to. Mà chị yên tâm nhá,
em là em đang dình xem ấy, là bà định làm trò gì. Em mà phát hiện ra làm gì mờ ám nhá, để em vùng dậy luôn. Hôm nay chị định mời em ăn cơm để cảm ơn, mà bữa tối mẹ con chị lại không được lên trên công ty, thì đành phải ngồi ăn dưới này nhá. Chào chị. Anh kia, sao lúc nào mày cũng trốn việc xuống đây ăn cơm với con shipper thế hả? Này, nó cho mày ăn bổ mê thuốc lú gì đi hả? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, em đi đâu kệ em chứ. Ô hay, hôm nay còn trả treo với tao cơ. Này, cầm quà này đi tặng cho khách đi. Đây là quà sinh nhật giám đốc công ty đối tác đấy. Nhanh lên. Chị cứ treo xe em ấy, ăn xong em đi. Này, mày bị điếc hay bị thiểu năng đấy hả? Tao bảo là khách cần gấp cơ mà. Nhưng bây giờ là giờ ăn trưa, em cũng không trách nhiệm phải nghe lời chị. Làm ăn kiểu gì đây? Cô có biết là đối tác là quan trọng với công ty như thế nào không? Em có biết gì đâu ạ? À? Em chỉ bảo chị My là treo xe em. Em ăn xong rồi em đi luôn mà. Em... Bây giờ nó quá giờ thì chưa 5 phút rồi. Đấy là nhiệm vụ của mày. Tao không cần biết mày làm gì cả. Bây giờ quà tặng cho khách nát bét như này rồi, thì còn tặng cái gì nữa hả? Là mày sai đấy, mày còn cãi nữa hả? Ai? Thấy không? Lúc nào nó cũng trốn xuống đây ăn cơm với con shipper ấy. Bây giờ cậu tính thế nào đây? Em xin lỗi sếp ạ. Còn tính như thế nào nữa? Anh mau đổi việc đi. Chứ ở đây em chả thấy nó làm được cái tích sự gì cả. Sao lại còn chống đối em nữa? Đây là lỗi của tôi. Tại tôi mời cậu ấy ăn cơm mà không để ý đã quá giờ nghỉ trưa rồi. Nếu mà còn đổi việc thì đổi việc tôi chứ đừng đổi việc cậu ấy. Chị Linh, em cứ lên trên công ty làm việc đi. Ở dưới này để chị giải quyết cho. Kia, hôm nay con shipper cũng biết điều nhờ. Đúng rồi đấy. Tốt nhất là mày nên nghỉ việc đi. Chứ mẹ của mày ấy, hâm hâm dở dở như này ấy, tốt nhất là nên nhốt ở nhà, để ra ngoài xã hội, lỡ ảnh hưởng xã hội thì làm sao? Này, có biết ấy, là ngu dốt cộng với nhiệt tình ấy, là gì không? Là phá hoại đấy. Ê, em nói quá đáng rồi đấy. Có Linh, tôi thấy ngày nào cô cũng đưa mẹ đi làm cùng thế này không phải là cách tốt nhất đâu. Vừa ảnh hưởng đến công ty, mà để bà vạ vật như thế này thì cũng khổ mà. Mẹ của mày ấy, đã thiểu năng rồi lại còn hơi điên điên nữa. Lỡ mày đi ra ngoài ấy, cắn người ta xong người ta bị dại thì làm sao? Ai để được à? Này, ai thì nói mẹ tao như thế? Tao thích nói đấy, làm sao mày điểm gì tao? Doanh nghiệp mày dám cắt tao? Đang người thôi đi. Em đi ạ, quý vị ạ. Bác gì ơi, bác. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Con đưa mẹ vào trong nhá. Tại sao mẹ của cô lại thành ra thế này? Không liên quan đến anh, đi thôi mẹ. Có phải là 3 năm trước mẹ cô bị tai nạn đúng không? Bởi vì đã cứu một chàng trai bị say rượu. Sao anh biết? Người say rượu đấy chính là tôi. Tôi nhớ trước khi tôi ngất đi hẳn, tôi có nhìn thấy mặt bác. Và trên trán của bác có một vết sẹo. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sĩ có nói mẹ cô được người nhà chuyển về viện tỉnh nên không có thông tin gì thêm. Tôi không có một cách nào để tìm bác để cảm ơn cả. Không ngờ lại gặp được mẹ cô trong hoàn cảnh này. Bác ơi, cháu cảm ơn bác nhé. Nếu như trước kia
không có bác lao ra để cứu cháu thì không biết là cháu đã nhờ có mẹ cô mà tôi mới được như thế này. Còn nếu không thì tôi muốn đền đáp công ơn của bác. Ngày mai, à không, từ hôm nay đi, cô có thể làm việc ở công ty, làm ở vị trí quản lý đơn hàng. Còn mẹ của cô có thể đưa đi làm cùng. Ở công ty có phòng nghỉ cho nhân viên, cô có thể để bác ở đó. Em cảm ơn. Cảm ơn sếp ạ. Em hứa sẽ làm việc thật tốt. Mẹ. Anh, sao anh đi nhận cái con ship mới vào đi làm? Em không thích con ấy đâu, nó hãm chết đi được. Em làm sao đấy nhở? Anh muốn trả ơn cứu mạng của bác Xuân bằng cách tạo điều kiện làm việc cho con gái của bác ấy. Bây giờ biết bác ấy là ân nhân cứu mạng của anh rồi, em cũng liệu mà cư xử đấy. Nhưng mà em không thích con Linh. Anh đã nói rõ rồi đấy, em hiểu đến đâu thì hiểu. Lớn rồi, đi làm việc đi, anh đã bận lắm. Chết đi. Này bà kia, bà có thích chơi lật đật khổng lồ không? Lật đật khổng lồ, thích, lật đật khổng lồ. Được, để tôi dẫn bà đi. Lật đật khổng lồ, lật đật khổng lồ. Em bà xong hết rồi. Chị Linh, có chuyện gì vậy Linh? Mẹ em bị mất tích rồi. Em đã đi tìm khắp cả công ty, hỏi cả bảo vệ cũng không thấy đâu cả. Bình thường mẹ em nghe lời lắm, không bao giờ tự ý đi lung tung. Trừ khi có người rủ thì mới đi. Em có biết My ở đâu không? Nếu việc này liên quan đến chị My thì em biết bác ở đâu rồi ạ? Ôi, chị! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Sao em biết bác Xuân bị nhốt ở đây? Ngày trước em không nghe lời chị My, thế là chị nhốt em vào đây. Em phải ở đây tận một đêm, hôm sau bảo vệ đến em mới được ra đấy ạ. Trong này là số hàng chị My lấy cắp của công ty để bán ra ngoài kiếm lời. Em thu hết bằng chứng rồi. Mày dám tát tao nữa? Cái tát này là còn quá nhẹ đấy. Tôi sẽ kiện chị ra tòa vì dám nhốt mẹ tôi đấy. Đây là toàn bộ hồ sơ bằng chứng việc chị đã ăn cắp hàng của công ty và bán ra ngoài với giá cao. Cả mày cũng phản bội của tao á? Tôi còn có thể làm chứng trước công an việc chị đã nhốt tôi vào kho. Anh ơi, anh biết lỗi của em rồi. Đáng lẽ là em không nên ăn cắp đồ của công ty. Anh ơi, dù sao thì bọn mình cũng yêu nhau hơn một năm ấy. Anh có thể nể tình, anh tha cho em nhá. Cô còn biết cô là người yêu của tôi, thế mà cô dám làm như thế à? Dựa vào số bằng chứng cửa thu thập được, tôi sẽ ra tòa kiện cô về tội điển thủ tài sản của công ty. Chị cho em xin suất cơm 10.000 thôi ạ. Cho em lạc với rau thôi ạ. Cảm ơn ạ.
2023 rồi vẫn có loại rách dưới đi mua đĩa cơm 10.000. Eo ơi, ngại không chịu được. Này, ở đây còn chỗ trống đây, em ngồi đi. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn ạ. Eo ơi, con đứa ngồi xuống ạ, bốc mùi hôi hám, mùi xi dày thối bay khắp cả căn phòng này. Làm thế nào mà ăn được đây? Này, tôi ngồi đây nãy giờ có thấy mùi gì đâu. Con đừng có làm quá lên như thế chứ. Này con kia, mày là ai mà dám trả treo với tao vậy? Tao bảo thối là thối. Loại nghèo hèn chúng mày ấy là bốc mùi nhất cái quán này rồi đấy. Tao mà không phải đi khảo sát để tìm quán cơm để đặt ấy, không bao giờ tao bước chân vào đây. Này, theo tôi thấy thì không phải tôi hay là em trai nữa mùi đâu, mà cái thứ thối nhất ở đây chính là cái mồm của cô đấy. Trông mặt mũi thì xinh xắn mà thở cho câu nào thối cô đấy. Em mặc kệ cô ta, ăn đi. Đang độ tuổi thanh niên trai tráng mà ăn uống thế này làm sao mà đủ chất. Mình cũng không thể cứ thế gọi thêm thịt cho em ấy được. Như thế sẽ làm em ấy cảm thấy xấu hổ và đáng thương. Cô, chị làm trò gì đấy? Sao chị lại đổ thức ăn thừa vào đĩa của tôi? Tại tôi thấy đĩa cơm của cậu trống trải quá nên tôi ngứa mắt. Tôi nghĩ đến chó nhà tôi ấy, có thịt mà ăn. Vậy mà cậu thì lại không. Nhưng mà tôi... Chị... Này! Có vừa phải thôi. Cậu ấy ăn gì là việc của cậu ấy? Có cho món vào làm gì? Đã không cho được người ta cái gì tử tế rồi lại cho đoán thừa là sao? Đấy là việc của mày à? Mày cho món vào. Chị cầm chỗ tư ăn thừa này về. Cơm của tôi đủ ăn rồi. Cơm của tôi... Cô hống hách vô độ nó vừa đấy chứ. Mau xin lỗi cậu ấy đi. Cái gì? Tôi làm quái thì mà phải xin lỗi mấy cái đứa thấp kém hơn tôi. Tôi là người có tiền mà. Đây là tiền trả cho bữa cơm ngày hôm nay. Số tiền này ấy cũng đủ để mua 20 suất cơm nữa đấy. Không cần phải cảm ơn và quỳ lại tôi đâu. Đệ, đứng lại. Chị bình tĩnh. Cô ta như thế này cũng chịu được à? Mấy hạng người kiểu như này em gặp suốt đấy mà. Họ có tiền, họ coi thường những người là dân lao động như em. Em quen rồi mà. Nhưng mà... Chị ngồi xuống ăn tiếp đi. Chị ngồi xuống đi. Chị ơi, cho em gửi tiền suất cơm 10.000. Với cả bao giờ cái chị kia ấy ạ, chị quay lại đây thì... chị gửi lại tiền thừa giúp em ạ. Đúng là một chàng trai chính trực. Không uổng công cả tuần qua người yêu anh đi ăn khảo sát ở các cửa hàng cơm để tìm ra cái tiệm nấu ngon nhất. Suất cơm từ thiện lần này đầy đủ và ngon hơn hẳn đấy. Quản lý Thắng có hài lòng với năng lực làm việc của người yêu này không ạ? Hoạt động phát cơm từ thiện cho người nghèo là hoạt động từ thiện hàng tháng của công ty mình. Tháng này sếp tổng giao cho phòng mình phụ trách nên anh muốn tổ chức thật là chu đáo. Hoạt động ý nghĩa như thế này em sẽ dốc hết sức để làm thật tốt ạ. À, anh này, anh định bao giờ dẫn em về ra mắt gia đình đấy? Em cũng sắp 30 tuổi rồi. Anh thì trước cũng to, nhà thì giàu mà mãi chưa chịu cưới hỏi tôi. Tôi hơi bực mình đấy nhá. Cục cưng yên tâm, mục tiêu lớn nhất của anh năm nay là đưa em về ra mắt bố mẹ mà. À, thằng danh kia lại xuất hiện để chiếu tức mình à? Đợi đấy. Ờ, anh này, còn mấy hộp cơm đây, để em phát nốt cho. Anh lên công ty giúp em hoàn thiện bản báo cáo thuế nhé. Mấy hôm nay kế toán kêu dục làm mà em mấy chỗ không biết. Thế để anh lên làm cho, em phát nốt đi nhé.
Sao chị lại phát cơm ở đây? Bình thường là người khác phát mà. Nhưng mà từ bây giờ ấy, ta sẽ phát ở đây. Trước mắt mày là núi Thái Sơn mà mày không biết à? Đây là hoạt động từ thiện của công ty tao. Mà tao ấy hơi có máu mặt ở công ty này đấy. Dạ vâng. Thế chị cho tôi xin suất cơm. May là có một suất ở đây. Hên cho mày đấy. Chị làm cái trò gì vậy? Sao chị lại vứt hết thịt của tôi đi? Tao tưởng trước nay mày chỉ ăn cơm với rau thôi mà. Nên là tao vứt thịt đi. Vâng, tôi nghèo nên tôi chỉ dám ăn cơm với rau. Đợi mãi mới có một đợt phát cơm từ thiện. Vậy mà chị lại nỡ làm như thế với tôi. Nếu mà mày muốn ăn thịt ấy, thì thịt ở dưới đất ấy. Mày quỳ xuống mà ăn. Để tao nói cho mày biết nhá. Cái giá phải trả cho một thằng thấp kém như mày dám trả treo tao ở quán cơm ấy, chỉ cần gây hấn với tao một lần ấy, tao sẽ đáp trả lại 10 lần. Vậy tôi xin trả lại chị suất cơm này. Phát cơm từ thiện mà như này ấy, thà tôi nhịn đói còn hơn. Mày không ăn ấy thì tao vứt suất cơm này cho chó hoang ăn. Đã nghèo ấy tỏ ra thanh tao à? Vâng, tôi nghèo nhưng tôi vẫn phải giữ cái cốt cách của mình. Đói cho sạch, rách cho thơm chị ạ. Cảm ơn chị. Đấy. Em bỏ tay ra đã. Đang trong giờ làm việc, mọi người nhìn thấy lại không hay đâu. Đây. Đây là lô gạch men mẫu mà xưởng gửi xuống cho công ty mình. Mấy thùng này nặng lắm nên anh có thuê một cậu cửu vạn bốc hàng lên kho giúp mình rồi. Đây là tiền công của người ta, 400.000. Lát em trả cho người ta giúp anh nhá. Em đứng đây trông, khi nào người ta giao xong thì lên. Bây giờ em phải chạy lên họp gấp cái đã. Ok anh. Công ty mình gọi thuê cửu vạn bốc hàng đúng không ạ? Lại là chị à? Lại là cái thằng đánh giày rẻ rách này à? Mày đu ở quận này hơi lâu đấy. Sao hôm nay không thấy đi đánh giày với ăn cơm 10k nữa đi? Thì tôi là lao động tự do mà. Ở đâu có việc thì tôi làm. Mà hôm nào mà không ai gọi tôi thì tôi đi đánh giày. Mà người gọi tôi là một anh khác mà, đâu phải là chị. Anh ấy là trưởng phòng của công ty này và cũng là người yêu của tao. Cho nên mày yên tâm đi. Không ai ăn bớt mấy đồng bạc lẻ của mày đâu. Tao đã nói với mày rồi. Trong công ty này tao cũng có chút máu mặt đấy. Thế bên mấy chỗ ai đi đâu ạ? Vào trong. À mà này, bê lên kho ở tầng 3. Không có thang máy đâu. Mày đi thang bộ đi. Nhanh lên. Không thể để nó kiếm tiền dễ dàng như thế được. Mình phải củ hành nó tí đã. Thôi chết rồi. Sếp lại bảo là mang mấy thùng hàng này xuống tầng hầm chứ không phải lên kho ở tầng 3 đâu. Chị nói cái gì? Tôi đã rất vất vả để bê lên tầng 3, sao bây giờ chị lại... Thế mày có làm không? Không làm ấy thì biến đi, tao thuê người khác. Cảm ơn chị chú đáo quá.
chai nước này ấy, tao thà để rửa tay còn hơn cho loại này uống. Chị cho tôi xin tiền, để tôi còn về. Sao lại chỉ 100 à? Anh ấy nói với em là 400 cơ mà. Vì mày làm chậm, người mày bẩn thỉu, làm dơ hết cả hàng hóa của tao rồi. Chị ơi, không liên quan gì cả. Từ đầu đã thỏa thuận là 400.000 rồi. Đấy là em còn chưa kể, em đã bê đi bê lại 2 lần, bê cầu thang rồi lại vào kho. Tao không cần biết. Thế mày có lấy 100k này không? Chị ơi, em không xin xỏ gì chị cả. Nhưng mà em chỉ muốn nhận lại số tiền đúng với công sức mà em đã bỏ ra thôi ạ. Bỏ ra? Chị ơi, bẩn hết cả người tao rồi. Chị quán cơm. Này con kia, sao mày cứ xuất hiện hãm tà trước mặt tao vậy? Mày có biết đây là công ty tao không mà vác mặt đến đây? Cái công ty này là của cô. Cả tòa nhà này là của cô à? Mà cô cấm không cho tao đến. Mày theo dõi tao à? Một mình cô làm ở đây chắc. Tôi cũng có người nhà làm ở đây. Chẳng lẽ tôi không được đến à? Đấy, đứng ở trong kia tôi nghe để hết rồi. Cậu ấy bốc vác cho cô đến đổ mồ hôi mặt đỏ quạch như thế kia. Mà cô trả cho cậu ấy có 100 nghìn là sao? 100 nghìn này ấy là quá đủ cho cái loại nghèo hèn này rồi. Nó chỉ ăn có 10.000 một suất cơm thôi. Thì 100.000 này đủ để nuôi sống nó 3-4 ngày chứ còn gì nữa. Đừng thấy tôi giàu mà các cưng thích vòi vĩnh nhá. Tôi xinh nhưng mà không ngu đâu. Này, cô đi thuê kiểu bạn ở ngoài kia, người ta cũng lấy ít nhất là 100.000 rồi. Cậu ấy lấy 400.000 là quá rẻ rồi đấy. Cô nói cô xinh đẹp sang chảnh thì sống sao cho nó đúng tầm của mình đi. Đừng có ăn quỵt trên sức lao động người khác như thế. Mày nói cái gì cơ? Chị có sao không ạ? Thôi, em nghĩ là chị đừng nên đôi co với cô ta nữa. Em thức phục bé họ, em chấp nhận vậy. Chị cho tôi xin 100.000, coi như hôm nay tôi đem tôi cặp chị. Này, nhà chị đang cần người dọn dẹp theo giờ đấy. Em có muốn làm không? Dọn dẹp theo giờ ấy ạ? Em à? Ừ. Chị thấy em rất chăm chỉ thật thà nên là chị rất quý. Với cả chị cũng muốn tìm một người dọn dẹp theo chị lâu dài. Em nấu ăn thì không giỏi, nhưng mà dọn dẹp thì em làm được chị ạ. Chị cứ tin em. Thôi, em nghĩ là để em đưa chị về. Chứ chị đau như thế này đi làm sao được ạ? Ừ. Đợi chị một chút. Alo, đến công ty rồi nhưng mà có chuyện bực mình nên về luôn đây. Về nhà nói chuyện nhá. Anh, em cảm thấy hồi hộp quá. Hy vọng là sẽ được duyệt. Chắc chắn là được duyệt thôi. Người yêu của anh xinh đẹp ngoan ngoãn hiền lành thế này cơ mà. Kiểu gì mọi người chẳng thích. Em ơi, lấy cho anh cốc nước. Nhà anh có giúp việc à? À, anh còn thuê một người dọn dẹp theo giờ, với cả phụ giúp việc vặt trong nhà ấy mà. Thôi em ngồi đây chơi, để anh vào trong nhà gọi bậc bố lão ra nói chuyện với em. Em mời chị ạ. Lại là mày. Sao chị lại ở đây? Tao không biết tại sao mày được vào cái nhà này để làm giúp việc. Nhưng mà tao muốn nói cho mày là tao có quen mấy ông anh xã hội đấy. Mày mà lép xép chuyện của tao cho anh Thắng ấy thì coi chừng mày bị mất việc và không yên ổn với tao đâu. Thế hóa ra chị là... Giới thiệu với chị, đây là Trinh, bạn gái của em. Còn giới thiệu với em, đây là chị Linh, chị gái của anh. Bố mẹ anh mất sớm nên một tay chị Linh nuôi anh ăn học đại học đấy. Chị là chị gái của anh Thắng. Tôi cũng không ngờ cô lại là người yêu của em trai tôi cơ đấy. Chứ là hai người biết nhau từ trước á? Em có nhớ hôm chị kể chị bị một cô gái xấu tính đẩy ngã đập vào mạn sườn không? Là người yêu của em đấy. Mày nói cái gì cơ? Chị có sao không ạ? Chị không ngờ em lại yêu phải cái loại con gái đạo đức giả hai mặt như thế đấy. Không những cô ta động tay động chân với chị đâu,
mà cô ta còn hống hách vô độ bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Pháp cũng là một nạn nhân của cô ta đấy. Chị làm trò gì đấy? Sao chị lại đổ thức ăn thừa vào đĩa của tôi? Cô của tôi. Cô hống hách vô độ là vừa đấy chứ. Mau xin lỗi cô ấy đi. Cái gì? Tôi làm quái thì mà phải xin lỗi mấy cái đứa thấp kém hơn tôi? Tôi là người có tiền mà. Thật ra thì đợt phát cơm từ thiện, tự nhiên chị ấy bỏ hết thịt ra khỏi suất cơm của em. Xong rồi đợt em đi làm cửu vạn, cắt của em từ 400 xuống còn 100. Anh ơi, em xin lỗi. Em sai rồi, anh tha thứ cho em nhá. Chị Linh nữa. Người cô cần xin lỗi là Pháp ấy kìa. Pháp ơi, chị xin lỗi em. Mong em tha thứ cho những sai lầm của chị. Xin lỗi rồi thì đứng lên. Rồi đi về đi. Đám cưới của hai đứa chúng mình hoãn lại được rồi. Anh cần suy nghĩ về phẩm chất của người con gái anh định lấy làm vợ. Anh. Mình vào nhà đi chị.